Thưa quý vị, gần một tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại dải Gaza khi quân đội Israel mở lại chiến dịch tấn công tổng lực nhằm xóa sổ phong trào Hồi giáo Hamas. Ngày 5 tháng 12, quân đội Israel tiến hành thêm hàng trăm cuộc không kích, pháo kích và tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza. Trong khi đó, phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã công bố video tấn công lực lượng Israel ở dải Gaza bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Tiếp tục chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza nhằm theo đuổi mục tiêu xóa sổ lực lượng Hamas. Ngày 5 tháng 12, quân đội Israel tiến hành thêm hàng trăm cuộc không kích, pháo kích và tấn công bộ binh vào loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza. Trong đó, tấn công bộ binh được mở rộng xuống khu vực phía nam Gaza với sự tham gia của hàng chục xe tăng và thiết bị quân sự hạng nặng. Máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành oanh kích, đồng thời lực lượng bộ binh với sự yểm trợ của xe tăng và xe thiết giáp tiến sâu vào dải Gaza trong ngày tấn công ác liệt nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ vào dải đất này. Tư lệnh miền Nam của lực lượng phòng vệ Israel Yaron Flinkerman khẳng định quân đội nước này đang trong ngày căng thẳng nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ. Bên cạnh đó, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Trung tá Jonathan Conricus khẳng định chiến dịch này không chỉ dừng lại ở việc xóa sổ Hamas, mà còn bao gồm cả việc loại bỏ mối đe dọa từ các nhóm vũ trang khác tại Gaza. Theo đó, mục tiêu của chiến dịch là phá hủy toàn bộ các hạ tầng quân sự tại Gaza, có thể tạo ra mối đe dọa đối với người dân Israel, bất kể là của Hamas, nhóm thanh chiến Jihad hay lực lượng nào khác. Trong khi đó, Hamas cũng tiếp tục phóng rocket và tên lửa về phía các thành phố của Israel. Hamas tiếp tục phóng các tên lửa và rocket vào miền trung và miền nam Israel, trong đó có ít nhất 15 quả bắn tới Tel Aviv và sân bay quốc tế Ben Gurion. Cùng ngày 5 tháng 12, phong trào thánh chiến Palestine đã công bố video tấn công lực lượng Israel. Đây là lực lượng tuyên bố ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas ngay từ đầu bùng nổ xung đột Israel-Hamas. Trong đoạn video do phong trào thánh chiến Palestine tung ra, có thể thấy các tay súng thuộc lực lượng này sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau như súng tiểu liên, súng chống tăng và cả bệ phóng rocket. Đoạn video được phong trào thánh chiến Palestine công bố vào đúng ngày mà lực lượng Israel gọi là ngày chiến đấu căng thẳng nhất trong 5 tuần hoạt động trên bộ. Đoạn video trên được cho là quay cảnh chiến đấu trên đường phố của các tay súng thuộc phong trào thánh chiến Palestine ở Khan Yunis, tuy nhiên không thể xác nhận địa điểm hoặc ngày quay video. Thông báo đêm 5 tháng 12 của cơ quan y tế Palestine cho biết, các cuộc tấn công trong ngày của quân đội Israel và Gaza khiến ít nhất hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương, nâng tổng số thương vong kể từ đầu chiến dịch ngày 7 tháng 10 lên gần 16.300 người thiệt mạng và hơn 37.000 người bị thương. Trong diễn biến liên quan ngày 5 tháng 12, Pháp đã ra lệnh trừng phạt đóng băng tài sản của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại dải Gaza. Trước đó, Pháp đã trừng phạt đối với chỉ huy quân sự Hamas Mohamed Deif và cấp phó là Marwan Issa vào ngày 13 tháng 11. Các nhà ngoại giao cho biết, Pháp đang làm việc với các đối tác để trừng phạt các cá nhân và mạng lưới tài chính của Hamas ở cấp Liên minh châu Âu-EU. Cũng trong tháng 11, Anh đã ra lệnh cấm đi lại, đóng băng tài sản và cấm vận vũ khí đối với 4 quan chức lãnh đạo Hamas, gồm ông Sinwar và 2 nhà tài trợ của lực lượng này. Lệnh cấm vận của Pháp được đưa ra trong lúc Israel đang trong giai đoạn mới của chiến dịch quân sự nhằm diệt trừ Hamas. Bên cạnh tình hình căng thẳng tại Gaza, mối quan hệ giữa Niger và Liên minh châu Âu đang ngày càng trở nên suy yếu. Mới đây, chính quyền chuyển tiếp Niger do lực lượng quân đội đảo chính nước này lập ra đã ra tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận hỗ trợ an ninh và quốc phòng giữa Liên minh châu EU và Niger, đánh dấu bước leo thang căng thẳng tiếp theo giữa hai bên. Trong tuyên bố đưa ra, chính quyền chuyển tiếp tại Niger cho biết phản đối thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng giữa EU với chính quyền Niger trước đây và sẽ rút toàn bộ đặc quyền cũng như quyền miễn trừ của phái đoàn hợp tác quân sự của EU hoạt động tại Niger. Theo thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng giữa EU với chính quyền Niger, kể từ năm 2012, khối này đã triển khai một phái đoàn quân sự thường trực với khoảng 120 binh sĩ tại thủ đô Niamey để hỗ trợ lực lượng an ninh Niger đối phó với lực lượng khủng bố, cũng như đảm bảo an toàn cho các tổ chức phi chính phủ. Động thái trên tiếp tục cho thấy quan hệ giữa EU với chính quyền chuyển tiếp tại Niger đang ngày càng đổ vỡ. Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hôm 26 tháng 7, chính quyền chuyển tiếp tại Niger đã cắt đứt quan hệ với nhiều quốc gia thành viên EU, nhất là buộc quân đội Pháp phải rút khỏi Niger sau nhiều năm hiện diện. Cách đây một tuần, chính quyền chuyển tiếp tại Niger tiếp tục hủy bỏ một đạo luật được áp dụng từ năm 2015
áp các mức phạt nặng đối với các hoạt động buôn bán và vận chuyển người di cư. Quyết định của chính quyền chuyển tiếp tại Niger đã làm dấy lên những quan ngại từ phía EU về một làn sóng di cư mới. Niger được xem là địa điểm trung chuyển của khoảng 20.000 người di cư mỗi tháng, mà đa phần trong số này đến từ các nước Tây Phi lân cận qua Niger để đến Libya và Algeria rồi vượt biển qua Địa Trung Hải vào châu Âu. Phát biểu trước báo giới về vấn đề này, cao ủy châu Âu phụ trách các vấn đề nội khối Bắc Inva Johansson cho biết, quan ngại lớn ở đây là sẽ có thêm nhiều người sẽ thiệt mạng trong các hoang mạc, và điều lo ngại lớn hơn nữa là sẽ có thêm nhiều người di cư tìm cách đến các quốc gia như Libya trước khi cố gắng tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để tới châu Âu. Hiện EU vẫn dừng vô thời hạn khoản tiền 503 triệu euro dự kiến hỗ trợ cho Niger giai đoạn 2021-2024, trừ các khoản viện trợ dành cho dân thường. Thưa quý vị, hơn một tháng qua, giao tranh bùng phát ở Myanmar đã trở thành tâm điểm chú ý trong khu vực. Có thể nói gần 3 năm sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối diện với một thách thức lớn nhất từ trước đến nay. Lực lượng đối lập đã nổi dậy và tiến hành tấn công trên nhiều mặt trận quân sự cùng một lúc. Và tình hình này đã đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng của chính quyền quân sự Myanmar trong việc duy trì và nắm quyền kiểm soát. Mới đây, nhóm nổi dậy quân giải phóng quốc gia Karen và các đồng minh kháng chiến tiếp tục tấn công các vị trí quân đội và cảnh sát chính quyền quân sự Myanmar ở thị trấn Mole thuộc vùng Bago. Phía KNLA cho hay, kể từ ngày 2 tháng 12, đã có 32 cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự nhằm vào Mole. Chính quyền quân sự Myanmar cũng đã cắt đứt mọi liên lạc của Mole. Cư dân thị trấn đang bị kẹt lại ở bên trong. Người dân địa phương cho hay, quân đội chính phủ cũng đang oanh tạc các ngôi làng ở khu vực Vò và Kiotki. Mone nằm cách thủ đô Naypyitaw 172 km về phía nam và nằm cách thành phố Rangoon 241 km về phía tây bắc. Nếu thất thủ, đây sẽ là thị trấn đầu tiên giữa hai trung tâm chính trị của chính quyền quân sự Myanmar bị quân nổi dậy chiếm được. Cuối tháng 10 năm 2023, một cuộc tấn công mang tên chiến dịch 1027 do Liên minh 3 đội quân dân tộc hùng mạnh ở phía đông bắc của Myanmar phát động đã phát triển thành một chiến dịch toàn quốc để giành quyền kiểm soát đối với các thị trấn và khu vực ở miền Bắc, miền Tây cũng như miền Đông Nam của Myanmar. Truyền thông nhà nước Myanmar vào ngày 5 tháng 12 đưa tin, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing đã kêu gọi các nhóm dân tộc có vũ trang hãy giải quyết vấn đề một cách chính trị. Ông Min Aung Hlaing cảnh báo, nếu các tổ chức vũ trang tiếp tục hành động, thì dân thường ở các khu vực liên quan sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, các nhóm vũ trang này cần quan tâm tới cuộc sống và đời sống của người dân, cũng như các tổ chức này cần giải quyết vấn đề của mình theo hướng chính trị. Quân đội Myanmar đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc kiểm soát quốc gia kể từ khi lên nắm quyền sau biến cố chính trị vào năm 2021. Ba lực lượng dân tộc thiểu số đã tiến hành chiến dịch tấn công phối hợp nhắm vào quân chính phủ hồi cuối tháng 10, chiếm giữ một số thị trấn ở phía Bắc, bao gồm các khu thương mại biên giới lớn và các đồn biên phòng. Giao tranh cũng khiến Trung Quốc ngày càng lo ngại về tình trạng bất ổn và làn sóng người tị nạn ở Myanmar. Chính phủ đoàn kết quốc gia tại Myanmar nhận được sự ủng hộ của nhóm nổi dậy có vũ trang và kêu gọi bác bỏ đối thoại với chính quyền quân sự của tướng Min Aung Hlaing. Theo Liên Hợp Quốc, hàng chục nghìn người dân đã phải di rời do giao tranh và gần 200 thường dân đã thiệt mạng, cũng như 335.000 người dân phải sơ tán vì giao tranh ở Myanmar kể từ ngày 27 tháng 10.